cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 18 tháng 7, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt nút giao IC3, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, các nhân chứng tại hiện trường cho biết, Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7. Thời điểm đó, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu Cần Thơ về bến xe trung tâm Cần Thơ. Khi đến giữa cầu vượt IC3, phát hiện 3 nam thanh niên nằm bất động chồng lên nhau ở đoạn giữa cầu. Trong đó có một thi thể không còn nguyên vẹn. Bên cạnh ba người là xe máy Honda Wave biển kiểm soát 65M1075XX. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường triển khai khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo xác nhận từ cơ quan công an, cả ba thanh niên đã tử vong. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 7, tại km 40 cộng 425 quốc lộ 1A, xảy ra vụ tai nạn giữa một ô tô tải và hai xe đầu kéo. Thời điểm trên, ô tô tải biển số 12H 000018 do Vi Văn Tùy, sinh năm 1985, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cầm lái đi hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Khi gần tới cầu Park Re, xã Lý Nhân, huyện Chi Lăng, tài xế Tùy cố tình vượt xe đầu kéo 98F00729, kéo theo sơ mirror móc 98R03633 do lái xe Nguyễn Duy Bắc, sinh năm 1994, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cầm lái. Đúng lúc này, tài xế Dương Văn Minh, sinh năm 1993, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, lái xe đầu kéo 29C 08036, kéo theo sơ mi rơ 29R 06024, chạy hướng ngược lại đi tới, dẫn đến vụ va chạm. Tại hiện trường, xe tải lọt giữa hai xe đầu kéo, bị kẹp bẹp rúm phần đầu. May mắn không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do tài xế Vi Văn Tùy lái ô tô vượt xe không đúng quy định. Sáng 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Sơn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ án từng gây rúng động dư luận 8 tháng trước. Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Sơn mức án 15 năm tù. Nợ nần trồng chất vì đam mê cờ bạc, Nguyễn Thanh Sơn lâm bước đường cùng. Trong cơn cuộn bách, phương pháp để có tiền trả nợ mà Sơn chọn lại chính là bắt cóc con của bạn thân để tống tiền. Sau khi bắt cóc bé gái, Sơn đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, sau giảm xuống 1 tỷ đồng. Khi đã nhận đủ tiền từ gia đình nạn nhân, Sơn gửi cháu vào một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đón xe đi Đà Lạt nhưng bị bắt khi đến địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, công an tỉnh Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Theo cáo trạng, Sơn dính vào cờ bạc nên đã mắc nợ 400 triệu đồng. Bị chủ nợ đòi mà không có tiền trả, Sơn đã lên kế hoạch bắt cóc con của bạn thân mình là T, ngụ ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2023, Sơn thuê một chiếc xe hơi có tài xế lái đến trường mầm non đón con, rồi xin đón luôn con của T về cùng. Do cô giáo biết Sơn và Tê là bạn thân nên đã đồng ý. Sau khi đưa con trai về nhà, Sơn tiếp tục nhờ tài xế đưa cháu bé con của bạn thân đến Thảo Cầm Viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Sơn lại thuê taxi đưa cháu bé vào một khách sạn ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thuê phòng. Nói dối với nhân viên khách sạn rằng vợ bị tai nạn giao thông, Sơn gửi lại cháu bé ở đây rồi bắt xe khách đi Đà Lạt. Trong quá trình này, Sơn nhắn tin, gọi điện cho Tê nói đã bắt cóc con của bạn và yêu cầu 2 tỷ đồng tiền chuộc. Nếu không thì Sơn sẽ cho bé uống thuốc trừ cỏ và bản thân cũng sẽ uống thuốc. Đến chiều tối cùng ngày, anh T đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Sơn 975 triệu đồng. Ngay trong đêm, Sơn chỉ chỗ ở của bé gái cho anh T và đi xe khách lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, khi Sơn đến địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai chỉ bắt cóc con của bạn thân để đòi tiền chuộc, không có ý hại nạn nhân nếu tống tiền thành công, Sơn sẽ trả hết nợ, sau đó lên Đà Lạt tìm một ngôi chùa để tu, làm lại cuộc đời. Nếu bị bắt thì có sẵn chai thuốc diệt cỏ trong hành lý. Sơn sẽ uống thuốc để kết liễu cuộc đời. Tại phiên tòa, Sơn khai rằng hơn 8 tháng trong trại tạm giam, nghiền ngẫm sự lầm lỡ của mình. Sơn đã ân hận khi gây ra sự việc cho gia đình bạn thân và chính gia đình mình. Ngồi trước phiên tòa, Sơn gục đầu, đôi lúc ngước mắt nhìn lén về phía sau để tìm người thân như mong muốn những ánh mắt cảm thông. Cho tội lỗi của mình gây ra. Liên quan đến vụ xe ben gây tai nạn khiến bốn mẹ con tử vong tại ngã tư giữa đường Ba Tràng và đường dẫn vào cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã có thông tin về tình trạng kiểm định của xe ben biển kiểm soát 88C-28849 và ô tô tải biển kiểm soát 29C-59775. Ghi nhận tại hiện trường, Xe ben biển kiểm soát 88C 28849 nhưng tem kiểm định lại ghi biển kiểm soát 88C 25253. Cũng đăng kiểm Việt Nam cho biết qua tra cứu trên hệ thống phần mềm, xe ben biển kiểm soát 88C 25253 có biển số đăng ký nền trắng, sản xuất năm 2013. Phương tiện kiểm định lần gần nhất vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8802D. Hạn kiểm định đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2024. Như vậy, xe biển kiểm soát 88C 25253 đã hết hạn kiểm định. Trả lời cho câu hỏi tại sao xe ben biển kiểm soát 88C 28849 nhưng tem kiểm định lại ghi biển kiểm soát 88C 25253. Cơ quan đăng kiểm cho biết, xe ben biển kiểm soát 88C 28849 không tra cứu được trên hệ thống đăng kiểm, có thể là do đã được sang tên đổi biển số. Nếu tình huống này đúng, hai biển kiểm soát 88C 28849 và biển kiểm soát 88C 25253 đều của một xe. Lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm giải thích rằng biển kiểm soát 88C 25253 có thể là biển số cũ sau khi được sang tên chủ mới, xe Ben mang biển kiểm soát 88C 28849. Ở tình huống này, sau khi có biển số mới, xe này chưa đi kiểm định lại. Vì thế trên hệ thống đăng kiểm không tìm thấy dữ liệu của xe biển kiểm soát 88C 28849 mà chỉ có xe biển kiểm soát 88C 25253. Cũng liên quan đến vụ tai nạn trên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, công an huyện Hoài Đức, các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ cứu nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn. Huyện Hoài Đức, xã Cát Quế và xã Dương Liễu đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân và tổ chức giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội. Ngày 17 tháng 7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 24 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Dầu cùng 17 đến 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phương em gái của Dầu 15 đến 16 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng 10 đến 11 năm tù, Trần Thanh Thắng 12 đến 13 năm tù và 19 đồng phạm từ 5 đến 14 năm tù về cùng tội buôn lậu. Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu tiền vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo và số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả, kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ đúng người đúng tội. Các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được quy định pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ vai trò khác nhau. Theo viện kiểm sát, lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các bị cáo câu kết thực hiện việc cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến cửa khẩu Tràng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới trong xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về xưởng đá lạnh tại tổ 9, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác, lấy các hộp vàng ra, sau đó bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe, rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Tràng Riệc, giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà. Với cách thức nêu trên, đường dây nhập lậu trên 6 tấn vàng trị giá trên 8.000 tỷ đồng.